Tử Vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 tháng 4 âm lịch năm 2022, bỗng dưng trúng quả to, được thần tài ban lộc, giàu có nhất vùng. Xin được kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí là với mỗi người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trả hết được nợ. Vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện, tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề khiến cho những người này phải đau đầu. Nhưng những gia chủ tuổi Bính Ngọ yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chứ trong tháng 4 âm lịch này, thế nào bạn cũng trả hết nợ nần và không cần phải đau đầu, lo nghĩ về tiền giống như là trước đó nữa. Nợ mấy cũng trả hết, đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang, phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 4 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đề nhà. Tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo rằng nợ nần bao nhiêu cũng trả sạch, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Mọi người tuổi Bính Ngọ, mệnh thiên hà thủy là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình và phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng, tính cách mạnh mẽ đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều. Có thể có mối quan hệ khăng khít và tốt đẹp. Tuy nhiên, theo phong thủy lộc tài, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý dễ trở thành người cô độc. Tháng này, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sinh năm 1966 tiến triển khá lý tưởng. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng trở nên kiêu ngạo kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế cần chú ý tiết kiệm, trở nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Ất Âm Mộc, nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp trong tháng này của gia chủ khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển, năng lực làm việc đã được thể hiện và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao cho. Nhờ vậy, đường tiến thân cũng rộng mở hơn rất nhiều. Trong tháng mưu sự thuận lợi, sự nghiệp được quý nhân phù trợ, vận trình sẽ ngày càng thêm hanh thông nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt không nên do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc và dịp này rất nhiều. Bạn phải tăng ca làm việc, nhưng bạn sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng với thời gian mình bỏ ra. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Người tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Bạn biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để có thể đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Bính Ngọ lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức, làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Tháng này, tài lộc chưa thực sự như ý, nhưng bạn lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi tiêu nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài. Cần phải có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ, hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 4 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ khá ổn định. Gia chủ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những gia chủ tuổi Bính Ngọ không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Các quý gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có quý nhân xuất hiện mang tới cho người tuổi Bính Ngọ nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý giúp đỡ hết mình. Nếu vẫn còn sống một mình, có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung, có thêm người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Có người đã có gia đình, nhìn chung gia đạo êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn. Tuy nhiên, nam mệnh cần phải học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời nhiều hơn. Sự áp đặt một cách sai trường của bạn sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Tỵ, lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức ngày 11 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 4 năm 2022, tức ngày 23 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức ngày 6 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức ngày 18 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của quý vị anh chị tuổi 1966 trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ thì xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại!